ông ngồi một chỗ, ông cứ báo một chỗ. Đây. Cái này để đằng trước đây, chim này. Cái này số đây. Ông điện luôn xem là người ta ở chỗ nào, định hình luôn đi. Thu 1.600.000. Điện cho lời nhớ vào máy. Gõ cái thì nó vào số trong máy ngay. Cho máng đây rồi, anh lấy cả lồng. Đây, cái mẫu lồng sinh sản thì mình cũng vừa mới lắp được một vài cái, nhưng mà bây giờ các bác đặt quá nhiều, mình cũng phải lắp từ từ thôi. Thì các bác cũng biết là cái mẫu lồng này nó rất là thuận tiện đúng không ạ? Có rổ đẻ đây này, có cầu bậu này, đấy, có mà hai cái cống, một cái ăn, một cái uống. Không liên lạc được. Xem lại xem nào. Đúng, nhưng mà thuê bao không gọi được thì có phải đúng số. Chắc là máy vừa đấy mới đấy xong. Thôi rồi cứ chăng lên dần đi. Cái số này là số người ta đặt tiền rồi. Đặt cọc rồi. Rồi cái chim này đi. Tiền đây gì? Đây chim đây, lồng đây. Tổng là 1.700.000, người ta thu đặt cọc 100 rồi. Bây giờ còn 1.600.000. Còn 1.600.000. Vâng. Thế ông có lấy về ông tính đêm sau. Chiều đằng nào. Cái này có phải dán đằng trước không? Phải lấy dây co ra. Lấy dây co ra để buộc đây, cái này nó không cần. Một cái lồng này để luôn cả chim cả lồng cho các bác. Đây là một đôi chim giống sinh sản các bạn nhé. Dài cái lồng to này. Lồng thì đấy đã cháu chế hai cái ghép thành một cái để lồng này cứng nhé. Cứng mà buộc thoải mái để ngửa lên đấy, để nằm chứ, để nằm mà nằm cho nó dài bớt đằng sau, để nằm đây, để nằm khênh lên nào, khênh lên để dây chun mà ông đây cháu có dây chun này, cho ông đây. Cho ông mượn dây chun đầy. Đấy. Ừ. Đấy, grip bằng đạn ghim kìm kiếp các thứ rồi. Nào. Đấy. Đấy. Lùi nữa không làm gì có chỗ ngồi. Nhấc thêm tí nữa đi. Hay lùi cái cọc kia nó. Thử ngồi thì không được, nó không thoải mái lắm đâu. Thôi được không? Thế này thôi. Ừ. Thế này cho rượu một rồi. Đỡ phải như nhau. Đúng không? Rồi. Thôi buộc đi. Cái cọc này cắt thế không? Đấy, thế là nó cố định. Đúng không? Vâng. Cố định.